Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một chủ đề khá thú vị là phụ nữ chỉ quan tâm đến mã số của đồng hồ, và quan điểm này liệu đúng hay là sai. Hiện nay vẫn có nhiều người quan niệm rằng với phụ nữ họ chỉ thích những mẫu đồng hồ có mã số đẹp, cũng giống như quan niệm phụ nữ chỉ nên đẹp, không nên quá thông minh chăng. Tuy nhiên trong thế giới hiện nay thì phụ nữ không chỉ đẹp mà còn mang rất nhiều trí thức. Ngày nay, những người phụ nữ hiện đại đã cảm thấy hứng thú hơn nhiều đối với kỹ nghệ bên trong mỗi cỗ máy thời gian, đặc biệt là phải có cả bề ngoài thu hút nữa. Thậm chí những chiếc đồng hồ nữ còn được chế tác một cách phức tạp và nhiều chi tiết hơn đồng hồ nam. Cùng khám phá mẫu đồng hồ Patek Philippe dành cho phái nữ này. Cỗ máy này là một chiếc đồng hồ nữ có mã hiệu là 4947R. Và hiện đang được cung cấp với giá hãng là 49.900 USD. Với mức giá này thì đây là một mức giá cao. Và tại sao những chiếc đồng hồ Patek Philippe lại có mức giá cao như thế thì lát nữa chúng ta hãy đề cập đến phần tiếp theo. Mẫu đồng hồ trên tay tôi là một mẫu đồng hồ được xếp vào dòng lịch thường niên, với các tính năng được thể hiện ngay trên mặt số, rất dễ để quan sát ở góc 2 giờ, chính là một mặt số phụ báo 12 tháng. Ô cửa sổ báo ngày thì lại có hình vuông. Đây, ở góc 6 giờ, ở giữa hai chữ Swiss Made. Báo thứ lại là một mặt số phụ ở góc 10 giờ bên đây. Còn riêng một ô cửa sổ tính lịch tuần trăng thì ở trên ô cửa sổ báo ngày thôi, với trăng và sao bằng vàng khá là rõ rệt. Để điều chỉnh thì có các nút điều chỉnh ở đây, ở bên cạnh viền của bộ bó khung 1, 2, 3, 1, thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác. Mặt số khá là cân xứng và thanh lịch, với các cọc số đính nổi và các chi tiết đều hiện lên với tông màu vàng hồng trên nền trắng bạc được trải tia. Có lẽ ở dưới ánh sáng này bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được trải tia ở trên mẫu đồng hồ này. Chúng ta nên đi đến một môi trường dưới nắng thì mặt số sẽ tỏa rạng rỡ hơn. Vỏ khung của mẫu đồng hồ này có kích thước là 38mm. Bên trên là vành bezel có đính kim cương cao cấp, và mỗi viên kim cương được tuyển chọn mài cắt để hấp thụ ánh sáng tốt nhất. Theo hãng thì có đến 141 viên kim cương ở vành bezel và khu vực càng nối dây. Chúng ta có nên đếm thử không nhỉ? 141 viên kim cương tương đương với cả 1,28 carat. Và đây nữa, kim cương chúng ta có thể tìm thấy được ở ngay ở núm chỉnh giờ nhỏ gọn này với 14 viên kim cương. Kích thước đo được là 0,06 carat. Bộ vỏ khung bằng vàng này cùng với hai lớp kính sapphire ở mặt trước và mặt sau giúp cho mẫu đồng hồ Patek Philippe này có thể chống nước ở độ sâu 30m. Bên trong là một bộ máy tự động với rotor vàng này, giúp mẫu đồng hồ này có thể vận hành chính xác trong vòng 45 giờ đồng hồ. Đó là về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Và tiếp theo phần 2, tại sao những chiếc đồng hồ Patek Philippe lại đắt như thế? Những chiếc đồng hồ Patek Philippe luôn được xếp vào dòng đồng hồ siêu cao cấp, siêu xa xỉ trong giới hiện nay. Tại sao lại thế? Tại Thụy Sĩ có hàng tá và hàng trăm những thương hiệu lớn nhỏ, nhưng Patek Philippe là một cái tên huyền thoại và đã có từng thời điểm có tiền chưa chắc mua nổi một chiếc đồng hồ của hãng này. Trong quá khứ, chỉ có giới quý tộc hay những người có địa vị cao mới có thể sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Tuy nhiên, tình hình bây giờ có vẻ khả quan hơn trước. Việc đặt hàng cũng trở nên dễ dàng hơn với các đại lý chính hãng phân phối trên toàn cầu. Ở Việt Nam, có lẽ số lượng người đeo Patek Philippe vẫn còn khá hiếm, nhưng không phải là không có. Và để sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe trở nên dễ dàng hơn, bạn đừng quên liên hệ với ngay với Gia Bảo Luxury nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!